Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị và các nhà đầu tư luôn mạnh khỏe, luôn làm ăn phát tài. Hôm nay thì Biển Xanh xin được giới thiệu, chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới nằm tại ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, quý anh chị nhé. Cách Sài Gòn, ở cái vị trí này thì cách Sài Gòn khoảng 2,5 km. Và đây chính là mặt tiền con đường Gò Hưu đó quý anh chị. Mình chạy thẳng phía trước 500 mét là ra ngay cái đầu chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, nó giao với đường tỉnh lộ DT824. Còn cái hướng ngược lại này thì mình chạy thẳng vào bên trong thì sẽ gặp được khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, khu dân cư Thịnh Vượng và đi sang được khu công nghiệp Hoàng Gia quý anh chị nhé. Và cái sản phẩm hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn, đó là một lô đất nằm ngay gần mặt tiền đường Gò Hưu này, cách mặt tiền đường Gò Hưu 250 m. Cái lô đất này có diện tích là ngang 10, dài 40, tổng diện tích trên sổ là 400 m², đất thổ cư 100% quý anh chị nhé. Có lẽ nhiều quý anh chị mình coi video của Biển Xanh thường xuyên thì cũng khá là quen thuộc với con đường Gò Hưu và cái con đường này. Trên con đường này thì Biển Xanh đã từng quay khá là nhiều video. Và cái lô hôm nay Biển Xanh giới thiệu thì nó nằm ở phía ngoài 10 x 40, 400 m², đất thổ cư 100%, giá khá là rẻ, chỉ có 2 tỷ 550 triệu, còn thương lượng bao sang tên công chứng quý anh chị nhé. Ở cái khu vực này dân cư phát triển vô cùng là sầm uất. Và cái bên khu vực Mỹ Hạnh Nam này thì giá đất, giá nhà nó vẫn có giá hơn là bên khu Mỹ Hạnh Bắc. Mình đã tới lô đất rồi quý anh chị nhé. Ngang 10, dài 40 là tính từ cái nhà đó, mình đo ngang sang là 10 và dài sâu xuống phía dưới là 40. Tổng diện tích trên sổ là 400 m², đất thổ cư 100%, đã san lấp mặt bằng cao ráo quý anh chị nhé. Lô đất này thì mình khá là thuận lợi để mà kinh doanh xây dựng nhà trọ, cũng như là xây dựng cái xưởng nhỏ nhỏ hoặc là làm nhà vườn. 400 m², thổ cư 100%, người ta đã san lấp mặt bằng rồi quý anh chị. Đứng từ vị trí của lô đất này, mình chạy thẳng ra mặt tiền đường Gò Hưu này chỉ khoảng 250 m thôi. Khu vực này dân cư phát triển vô cùng là sầm uất, đông đúc quý anh chị nhé. Khá là thuận lợi để mà mình kinh doanh xây dựng nhà trọ. Bao bọc xung quanh đây rất là nhiều các khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn. Chính vì thế mà mình rất là thuận lợi để mà kinh doanh xây dựng nhà trọ. Lượng công nhân tập trung về đây sinh sống và làm việc rất là nhiều. Đây ở bên cạnh người ta cũng có xây 2 dãy nhà trọ để kinh doanh rồi. Cái lô này là ngang 10, dài 40 đó quý anh chị nhé. Đất đã được san lấp bằng phẳng, đất gò cao ráo, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Quý anh chị mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau lên phòng công chứng Đức Hòa để mà sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Bao sang tên công chứng trong ngày, giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu, còn thương lượng. Đây, cái đất này rất là vuông vức đó quý anh chị, dài đụng bằng với cái dãy nhà trọ này. Và cái lô này là hướng nam đó quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Khu vực này rất là đông đúc dân cư đó quý anh chị. Giá cũng khá là mềm, chỉ có 2 tỷ 550 triệu còn thương lượng, là bao sang tên công chứng cho mình, pháp lý rõ ràng, thổ cư 100%, xây dựng tự do quý anh chị nhé. Tọa lạc tại ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn 2,5 km. Lô đất rất là đẹp đó quý anh chị, bằng phẳng cao ráo.
Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, còn chần chừ gì nữa hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng, làm việc thật là hiệu quả nhé. Hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.